Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 29 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh diễn ra bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỉnh Tuyên Quang hoàn thành thu thập thông tin cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trong phần tin quốc tế, chứng khoán Mỹ giảm sau tín hiệu cứng rắn từ Fed. Chiều nay, các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thượng Lâm, Quân Hà, huyện Lâm Bình sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sau 23 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác, giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp thứ 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia sôi nổi tại các phiên thảo luận tại hội trường, tại tổ, chất vấn các thành viên chính phủ, được Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao, phản ánh được nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội, chính phủ và các bộ ngành. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã Thượng Lâm, Quân Hà đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 kỳ này là rất nhiều nội dung công việc và rất nhiều vấn đề đã được thông qua và nhân dân cũng rất phấn khởi, mong rằng là các cái hiệu quả của cái kỳ họp này sẽ đi vào cuộc sống người dân. Với tinh thần làm việc của các vị đại biểu là rất khẩn trương và nghiêm túc, mà được thực tế là rất là gắn bó với nhân dân, mà xã thực có những thông tin vừa sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội đã được phổ biến đến triển khai đến thông tin cho nhân dân được biết rất là kịp thời. Vấn đề này rồi đánh giá là tinh thần thái độ làm việc là người đại biểu dân cử này rất là xứng đáng và tán thành cao. Cử tri đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các vấn đề như xem xét về việc thực hiện chính sách đối với học sinh theo Nghị định 116 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, về hỗ trợ đóng bảo hiểm, giảm lãi suất vay vốn ngân hàng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp đường giao thông, đường và khu sản xuất. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, những ý kiến kiến nghị của cử tri được nêu tại buổi tiếp xúc đều là nguyện vọng chính đáng, do đó cần quan tâm đầu tư thực hiện để đảm bảo chế độ chính sách cho người dân theo quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị hai xã chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp thu, tổng hợp, xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng hai xã Thượng Lâm và Quân Hà mỗi xã 50 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh giáo dục. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Cuộc họp đã thẩm tra dự thảo về việc thực hiện nghị quyết số 165 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và quy định mức chi trả cho đối tượng miễn giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm học 2023-2024. Tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại thời gian, đối tượng áp dụng, mức điều chỉnh tăng học phí năm học 2023-2024 và tỷ lệ chênh lệch mức học phí giữa các đơn vị địa bàn. Đại diện cơ quan soạn thảo đã giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến các ý kiến của các đại biểu nêu. Kết luận nội dung này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nông Thị Bích Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, thể thức quy định. Về dự thảo nghị quyết quy định mức học phí năm học 2022-2023, sau khi được thông qua cần xây dựng kế hoạch chi trả lại phần thu chênh lệch, xác định thời gian hoàn thành cụ thể. Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024, các nhà trường cần giải thích rõ để người dân đồng thuận khi triển khai thực hiện. Về mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện, cần xem xét cụ thể tên nghị quyết, đối tượng áp dụng và bổ sung trong tờ trình về tình hình thực tiễn thực hiện công tác này tại địa phương. Cũng trong sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang. Về nội dung này, các đại biểu đề nghị làm rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng được hưởng. Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự phiên họp có các đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, dự thảo về sửa đổi bổ sung nghị quyết số 12/2021 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 19, quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, dự thảo quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự thảo quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao việc Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các huyện thành phố tiếp thu, giải quyết và trả lời đầy đủ 118 trên 118 kiến nghị của cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà thống nhất với báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo việc giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả. Ban dân tộc rà soát, sắp xếp lại nội dung, xây dựng hoàn thiện báo cáo giám sát. Đối với dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng chí đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với pháp luật. Bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 122 tổ chức cơ sở đảng với gần 4.900 đảng viên. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy đã hoàn thành 8 trên 8 việc đề ra, thành lập mới 3 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp trên 400 đảng viên mới, đạt 65% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Các đại biểu dự hội nghị cũng đã được thông tin những nội dung trọng tâm hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tiến độ thực hiện 6 trên 11 chỉ tiêu chủ yếu còn chậm, những giải pháp trọng tâm của các chi đảng bộ trực thuộc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vấn đề phát triển tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, công tác giáo dục chính trị trong cán bộ đảng viên, thực hiện việc giao việc đột phá, đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bí thư đảng ủy của các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng đề nghị trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo, cấp ủy, các đồng chí bí thư các chi đảng bộ cơ sở cần nêu cao quyết tâm chính trị, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, có giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đổi mới học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị các chi đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, hôm nay trên 8.400 thí sinh của Tuyên Quang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ, các thí sinh của Tuyên Quang đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hoàn thành bài thi khá tốt, đa số các thí sinh cho rằng đề thi sát với chương trình ôn tập, phù hợp với năng lực học sinh. Các bài thi có sự phân hóa rõ ràng, nhất là những câu hỏi cuối để thí sinh có thể lấy điểm tốt nghiệp và xét tuyển cao đẳng đại học. Trong thời gian vừa qua thì em ôn rất là nhiều và em cảm thấy bài thi này vừa sức với em và em làm được ạ. Em cũng khá hài lòng về bài làm của mình. Em cũng mong muốn là sẽ đạt được thành tích cao và đúng với nguyện vọng mình mong muốn. Trong suốt 2 ngày thi, sự đồng hành của phụ huynh, các cấp, các ngành, sự hỗ trợ của các đội thanh niên tình nguyện là động lực giúp các thí sinh có tâm thế tự tin, thoải mái khi làm bài thi. Cùng với đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng các kiến thức ôn tập, nên đa số các em đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Phấn khởi sau khi kết thúc 2 ngày thi, các thí sinh mong muốn sẽ đạt kết quả cao và đỗ vào trường đại học cao đẳng mà mình đã đăng ký nguyện vọng. Em cảm thấy rất là vui vì đã vượt qua, đã hoàn thành được bài thi trọn vẹn và em mong muốn được đạt được kết quả cao để xếp được những nguyện vọng mà mình mong muốn. Em cảm thấy là khá hài lòng với những bài thi mà mình đã làm trong 2 ngày hôm qua và mặc dù còn hơi chút tiếc nối với bài thi môn toán nhưng mà em cảm thấy mình đã hoàn thành tốt bài thi các môn còn lại và mong rằng và em cũng tự tin là em có thể đạt được nguyện vọng 1 trong kỳ thi năm nay ạ. Kỳ thi năm nay, tỉnh Tuyên Quang có 29 điểm thi. Công tác an ninh trật tự, kỷ luật phòng thi được siết chặt, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Bên ngoài khu vực thi, lực lượng an ninh, đoàn viên thanh niên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà khi đến điểm thi, tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tân Trào thì đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thí sinh đã có mặt 100% và tại điểm thi cũng quán triệt đến toàn bộ các cán bộ coi thi, bộ làm nhiệm vụ giám sát cũng như là bảo vệ an ninh phục vụ cho kỳ thi để thực hiện đúng đủ quy chế, đúng thực hiện đúng theo quy trình coi thi. Chúng tôi cũng đã được tất cả các bộ phận từ vòng ngoài đến vòng trong để là các giám thị coi thi để thực hiện rất là nghiêm túc đúng quy chế và đây là một cái điểm thi thì cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng về an ninh trật tự và các cái thiết bị mang vào thi cũng được kiểm soát rất là kỹ. Trong 2 ngày diễn ra, tỷ lệ thí sinh dự thi tại Tuyên Quang đạt trên 99%, không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ được công bố vào trung tuần tháng 7 năm 2023. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát phân luồng giao thông ở các điểm thi, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho kỳ thi.
Để đảm bảo cho các thí sinh đến điểm thi thuận lợi an toàn, công tác phân luồng giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được lực lượng công an triển khai thực hiện từ sớm. Tại 29 trên 29 điểm thi, luôn có đơn vị túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra. Trật tự giao thông rất là đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông và cũng không có tình trạng là tập trung và ở trước cổng trường, và cái đảm bảo vòng trong thi cũng đảm bảo rất là tốt. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo quán triệt tới các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt với các điểm có mật độ phương tiện cao, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã tham gia điều chỉnh, phân luồng để không diễn ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh. Tại 6 trên 6 điểm thi trên địa bàn thành phố thì các lực lượng thuộc công an thành phố đã tổ chức các cái mặt công tác công an làm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng thuộc công an thành phố Tuyên Quang đã tổ chức có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, góp phần vào thành công chung của kỳ thi trên địa bàn thành phố. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi là việc làm có ý nghĩa quan trọng của lực lượng công an và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể. Qua đó, giúp các sĩ tử vững tin, yên tâm hoàn thành tốt các bài thi, góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tỉnh Tuyên Quang hoàn thành thu thập thông tin cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh tập trung xuống đồng để nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Để đạt được mục tiêu kích hoạt trên 27.100 tài khoản định danh điện tử, huyện Lâm Bình đã phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đến địa phương này. Đến nay địa phương này đã hoàn thành hơn 100% chỉ tiêu được giao. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân đủ điều kiện, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở cùng tổ chức đoàn thanh niên đã không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn người dân. Về những cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, đến nay huyện Lâm Bình đã kích hoạt thành công hơn 27.160 tài khoản định danh điện tử, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Qua quá trình thực hiện thì cái người dân thì cũng nỗ lực về phối hợp với tất cả các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cài đặt tài khoản ID, và chính quyền địa phương cũng cùng vào cuộc để hoàn thành cái chỉ tiêu kích hoạt tài khoản ID. Đoàn thanh niên xã thì đã với vai trò là tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng của xã đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí các thành viên và thành lập đội hình tình nguyện hỗ trợ cả ngày và đêm để hoàn thành việc về đích việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử ạ. Để hoàn thành chỉ tiêu, các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Bình đã vào cuộc quyết liệt đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đến toàn thể người dân. Hai địa phương là xã Minh Quang và Hồng Quang được công an tỉnh khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích xuất sắc trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chúng tôi đã chỉ đạo là từng tổ đội, từng tổ nhóm, và đặc biệt là anh em công chức chúng tôi đã phân công là từ cấp ủy đến chính quyền, rồi là các cái tổ công nghệ số, chuyển đổi số của thôn, tức là làm ngày làm đêm. Như vậy là chúng tôi đã về đích là trước 16 giờ ngày 22. Thời gian tới, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục duy trì việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bảo đảm để người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính công thiết yếu được thuận lợi, nhanh chóng, góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại. Không chỉ có huyện Lâm Bình, với quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đến nay thì tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về thu thập thông tin cấp tài khoản định danh điện tử. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Tiến Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này. Trước hết xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia phỏng vấn. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết tiến độ của việc thu thập thông tin cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho đến thời điểm này. Thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, hiện nay trên địa bàn tỉnh chúng ta
đã thu nhập được khoảng trên 500.000 hồ sơ của cá nhân và được truyền về Bộ Công an. Và hiện nay thì chúng ta được phê duyệt khoảng 430.000 hồ sơ và cái tỷ lệ kích hoạt của chúng ta đang đạt khoảng 85% so với cái, và như vậy là nếu tính tiến độ hiện nay thì đến 31/6 chúng ta hoàn toàn có thể về đích đúng cái kế hoạch của Bộ Công an đã giao. Có thể thấy đây là một khối lượng công việc khổng lồ nhưng đã được chúng ta hoàn thành trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy đâu là yếu tố giúp Tuyên Quang đạt được kết quả này? Có lẽ về công việc thì phải đánh giá rằng đây là một cái thách thức đối với cả thống trị của chúng ta và với toàn dân người dân Tuyên Quang chúng ta. Và qua cái thời gian thực hiện thì hiện nay về kết quả chúng ta đã đạt được cũng rất là tốt. Và cho thấy được rằng là cái mấy yếu tố rất quan trọng cho cái thực hiện cái nhiệm vụ này. Thứ nhất là có thể kể đến cái phải nói đến cái vai trò lãnh đạo của Đảng, cấp ủy Đảng vào cuộc rất quan trọng và nó tạo ra một cái cú hích rất tốt cho toàn thống chính trị chúng ta vào cuộc. Thứ hai là cái sự tham gia vào cuộc của toàn thống chính trị, các cơ quan ban ngành, sở ngành rồi là cấp ủy chính quyền địa phương cùng tham gia thực hiện. Cái thứ ba đặc biệt quan trọng đó chính là cái sự ủng hộ, cái sự chia sẻ, cái sự đồng tình của người dân tham gia rất quan trọng. Và tổng hợp lại có thể thấy được rằng cái chung sức, cái đồng lòng, cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất cùng với nhau thực hiện thì đạt được kết quả rất tốt. Trong việc thực hiện nhiệm vụ này thì đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng công an ở cơ sở? Lực lượng công an thì được giao nhiệm vụ là lực lượng cơ quan thường trực giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện cái nhiệm vụ này. Trên thực tế thì chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ này từ trước đó. Thì tuy nhiên đến cao điểm này thì tiếp tục phát huy được cái vai trò là cái cơ quan thường trực, cơ quan tham mưu giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện. Thì cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an đã hết sức nỗ lực, hết sức cố gắng, không kể ngày đêm, lễ Tết để thực hiện bằng được cái nhiệm vụ này. Và qua thực tế đã thể hiện được rằng cái tinh thần, cái trách nhiệm mỗi cán bộ chiến sĩ công an được thực hiện ở đây đó chính là cái nhận định, xác định đây là cái nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý, mệnh lệnh công tác và là danh dự của lực công an nhân dân. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu thập thông tin để cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 500.000 công dân đủ điều kiện, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Sự ủng hộ của người dân chính là cơ sở để Tuyên Quang hoàn thành việc cấp tài khoản định danh điện tử theo đúng kế hoạch đề ra. Các thông tin kinh tế đáng chú ý trong nước. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cụ thể, tháng 6 năm 2023 có hơn 13.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022. Gần 7.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 215%. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành. Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ khiến nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ ô tô hụt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước bớt được gánh nặng về chi phí, qua đó tập trung hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô. Trở lại với các thông tin trong tỉnh. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 24.500 ha. Hiện nay, thì bà con nông dân ở các địa phương đang tập trung xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy trong khung thời vụ. Thời tiết liên tục có mưa trong những ngày qua đã làm mềm đất, giúp cho bà con nông dân xuống đồng làm đất, gieo cấy được thuận lợi hơn. Những cơn mưa vàng xuất hiện không chỉ giúp giảm nhiệt độ mà còn mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Hiện nay, các địa phương và bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ. Nói chung là vừa rồi, nói chung là nước hội chung là rất thiếu. May quá vừa rồi có trận mưa, cho nên giờ tất cả máy móc bà con hàng xóm là ra đồng hết để làm rất khẩn trương là kịp thời vụ.
vụ mùa này toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 24.500 ha lúa các loại. Đến nay đã làm đất được hơn 22.000 ha và thực hiện gieo cấy được trên 10.000 ha. Nét nổi bật trong sản xuất vụ mùa năm nay là hầu hết bà con nông dân đã ứng dụng cơ giới hóa vào việc làm đất, giúp họ tiết kiệm ngày công lao động và đảm bảo thời vụ. Điều này cũng giúp các địa phương đạt được mục tiêu mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp và đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn. Trong những năm gần đây thì đối với công tác sản xuất nông nghiệp thì trước hết là cái khâu cơ giới hóa thì đã được nhân dân áp dụng triệt để từ khâu làm đất rồi thậm chí là đến khâu phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch. Và chúng tôi đã đưa cơ giới hóa gần như là 100% toàn bộ cái diện tích gieo cấy trên địa bàn xã. Dự báo năm nay do ảnh hưởng của El Nino, tình hình nắng nóng sẽ diễn biến rất phức tạp, nên các địa phương và người dân cũng đã và đang có nhiều biện pháp để phòng chống hạn hán. Bởi hiện tại, lượng mưa vẫn chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu sản xuất vụ mùa này. Trong khi nguồn nước tại các hồ thủy lợi vẫn thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm, thì việc chủ động chống hạn là rất cần thiết để hoạt động sản xuất nông nghiệp được ổn định. Trên địa bàn thì là có 12 đập chứa nước, thì đến thời điểm này thì là xã cũng như là cán bộ tham mưu đã ban ra các văn bản chỉ đạo tới các thôn mà trên địa bàn có những đập chứa nước đấy thì là hạn chế, là có nghĩa là cấp thoát nước mà sẽ giữ nước lại. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản xuất vụ mùa thường phải chịu tác động của thời tiết bất thường. Tình hình của dịch bệnh cũng có nguy cơ bùng phát gây hại mạnh, nên việc đảm bảo ổn định thời vụ là một trong những yêu cầu quan trọng cần phải được thực hiện nghiêm túc. Tin thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, lực lượng tuần xuyên Mỹ thông báo đã trục vớt thêm những mảnh vỡ của tàu lặn Titan từ đáy biển. Những mảnh vỡ dường như là mũi tàu và bảng điều khiển của chiếc tàu lặn cùng các thiết bị điện tử và dây điện đã được cần cầu kéo lên. Những mảnh vỡ này sau đó sẽ được tàu của lực lượng tuần xuyên Mỹ vận chuyển về cảng để một hội đồng điều tra hàng hải phân tích nhằm mở một cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Các chuyên gia y tế Mỹ cũng sẽ phân tích các phần thi thể được cho là của các nạn nhân được trục vớt cẩn thận từ đống đổ nát tại vị trí xảy ra vụ việc. Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 6 trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất và cho rằng lạm phát sẽ không giảm về mục tiêu của Fed trong năm nay hoặc năm tới. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 74,08 điểm, tương đương giảm 0,22%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,04%. Riêng chỉ số Nasdaq tăng 0,27%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tuyên bố rằng cơ quan này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất, tùy thuộc vào tình hình nền kinh tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi Fed tạm dừng tăng lãi suất sau 10 đợt tăng liên tiếp. Khi điều khiển phương tiện đến đoạn đường giao nhau, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên thì trên thực tế vẫn có nhiều trường hợp không tuân thủ các quy tắc này và đã xảy ra va chạm. Tình huống trong clip sau đây là một ví dụ. Đoạn clip được ghi lại trên camera của một hộ dân cho thấy hai người phụ nữ đang đợi để sang đường. Tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Quang Trung và đường xã Tắc thuộc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Sau khi đậu chiếc xe khách đi qua, hai người phụ nữ điều khiển phương tiện đi sang phía đối diện. Bất ngờ người đàn ông đi xe máy với tốc độ khá cao đi tới. Do không làm chủ được tốc độ, thiếu quan sát nên va chạm đã xảy ra, khiến cả người và phương tiện bị văng ra. Đáng chú ý là mặc dù trời mưa, lại là điểm giao cắt, nhưng có thể thấy người đàn ông không có dấu hiệu giảm tốc độ, cùng với sự thiếu quan sát nên không tránh khỏi va chạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.